Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Stan Wenson Việt Thương. Và video này là phần 2 của cái chuỗi series cùng trò chuyện với lại nghệ sĩ Hazel Nguyễn. Thì tôi sẽ để phần 1 ở dưới phần description để các bạn dễ theo dõi. Chuỗi video này thì chúng ta sẽ nói đến về những chia sẻ, những kinh nghiệm về học đàn và chơi đàn của nghệ sĩ Hazel Nguyễn, cũng như là cách lựa chọn đàn và cách mà nghệ sĩ cảm nhận về thương hiệu Stan Wenson như thế nào nhé. Chị biết tới những cây đàn Steinway được bao lâu rồi ạ? Mình thì đã đi du học và làm việc ở nước ngoài cũng đã được hơn 10 năm rồi. Thời điểm mà mình vẫn còn học ở Việt Nam thì rất là hiếm những cây đàn Steinway. Chỉ có trong phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc thì mới có cây đàn Steinway. Và thực ra trong thời điểm đấy thì mình cũng chưa hiểu hết được tại sao lại cần những cây đàn có thể đáp ứng được những kỹ thuật và đòi hỏi của người chơi giống như Steinway. Đối với mình mà nói thì lúc đấy mình nghĩ là Steinway chỉ là một cây đàn rất đẹp và rất đắt. Nhưng thực sự để mà hiểu được là những yêu cầu nhỏ nhất của người chơi cây đàn có thể đáp ứng được hay không thì phải những năm sau này, khi mà mình đã học đàn một cách chuyên sâu hơn ở châu Âu rồi thì mình mới có thể hiểu được. Những năm đi học ở bên này và học rất nhiều thầy cô khác nhau thì các thầy cô đều có những yêu cầu rất khác nhau về tiếng đàn, và mình nhận ra là chỉ ở những cây đàn có thể đáp ứng được những yêu cầu của người chơi một cách tỉ mỉ và chuyên sâu nhất thì mới có thể giúp đỡ mình, trợ giúp mình để có thể làm được những ý tưởng tưởng chừng như là nhỏ nhất nhưng mà rất quan trọng và có thể làm cho màu sắc của tiếng đàn hoàn toàn khác biệt. Ở nước ngoài lâu như vậy rồi, chị có nhận xét gì về cơ sở vật chất cũng như cách chọn đàn ở đó à? Nhưng mà mỗi nước, mỗi vùng miền, thậm chí là mỗi địa phương sẽ có một hệ thống cơ sở vật chất khá là khác nhau. Nhưng ở châu Âu nói chung và ở Anh nói riêng thì hệ thống đàn piano khá là muôn màu muôn vẻ. Có rất là nhiều đàn piano các bạn có thể đánh và biểu diễn từ chuyên nghiệp cho tới bán chuyên hoặc là không chuyên, và thậm chí là ở những nơi công cộng. Nhưng mà là một nghệ sĩ dương cầm thì mình hiểu rõ hơn ai hết, đó chính là có một vấn đề chúng ta đều phải đối mặt, là chúng ta không thể mang nhạc cụ của mình đi tới bất cứ đâu chúng ta cần diễn. Chính vì thế mà như mình đã nói trong đoạn hội thoại trước, đó là chúng ta cần phải học cách để có thể hiểu được cây đàn. Rõ ràng là nếu như bạn may mắn và có thể biểu diễn ở những nơi chuyên nghiệp thì khả năng cao là bạn sẽ có những cây đàn có thể là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của bạn, ví dụ như là Steinway hoặc những cây đàn được làm từ Đức. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cây đàn nào đắt tiền thì đánh đều là điều hay cả. Chính vì thế mà mình muốn nói là một cây đàn tốt thì sẽ khác với cả một cây đàn bền và một cây đàn đánh hay đối với bạn, nhưng không có nghĩa là lại đánh hay với cả một người khác. Chính vì thế mà mỗi người sẽ có một tiêu chí về một cây đàn hay khác nhau. Ví dụ như là khả năng làm tròn tiếng, sự ngân nga, hay là tiếng Anh thì có gọi đến aftertone nữa, chính là màu sắc của tiếng đàn mỗi khi bạn đã gõ phím xuống rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Thực ra thì mình cũng ghi âm rất là nhiều trên những cây đàn Steinway, đúng không ạ? Hay là có một lý do nào đấy. Mình nghĩ là để có thể tối ưu hóa mọi yêu cầu của mình đối với một cây đàn, mọi ý tưởng mà mình có thể đặt ra thì Steinway chỉ là một sự lựa chọn hàng đầu. Bởi vì nói vui giống như là bạn đi xe ô tô vậy, rõ ràng đi một cái Honda thì sẽ có thể đáp ứng được những yêu cầu hết sức là bình thường rồi, và cái xe đấy khá là bền bỉ. Thế nhưng mà nếu như bạn cần một chiếc xe mà tăng tốc nhanh hơn rất là nhiều, cần một sự chính xác tuyệt đối thì rõ ràng là những chiếc xe như Aston Martin hoặc là Maserati hoặc là thậm chí Ferrari sẽ là sự lựa chọn tốt hơn, đúng không ạ? Vậy những cây đàn có độ chính xác cao như Steinway có vai trò như thế nào trong việc dạy và học ạ? Mình nghĩ là đối với học sinh chuyên hay không chuyên, việc để mà có một cơ hội có thể khám phá ra được những chi tiết nhỏ nhất trong việc thể hiện trên một cây đàn là rất quan trọng, bởi vì nhờ những khám phá này mà các bạn có thể hiểu sâu về âm nhạc hơn và có thể thích học nhạc hơn. Ví dụ như khi bạn tập viết, nếu như bạn có thể có được một cây bút giúp đỡ
cho bạn làm cho nên chữ thanh thoát hơn, đẹp hơn, thì bạn sẽ thích tập viết hơn so với việc mình phải tập viết với một cây bút mà hạn chế cách thể hiện và hạn chế khả năng viết của bạn. Kỹ thuật trên đàn của chị thật đáng ngưỡng mộ. Chị có thể chia sẻ một số bí quyết hay bài tập không ạ? Thực ra thì mình không hay luyện ngón. Kể cả khi mình còn đi học thì có chăng mình cũng thỉnh thoảng mới luyện hai lông thôi và một số etuy. Nhưng một người thầy có đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập của mình. Thầy có nói là quan trọng không phải là bạn luyện ngón bao lâu và luyện nhiều bài tập hay không, mà cái quan trọng là bạn có biết sử dụng kỹ thuật như thế nào không và nên dùng nó vào lúc nào không. Chính vì thế đối với mình mà nói, kỹ thuật tốt chính là khả năng quan sát kỹ và có một ý tưởng nhất định, một yêu cầu nhất định, sau đó thì mới tìm ra cách giải quyết những vấn đề mà mình chưa đạt được. Đối với học sinh của mình thì mình vẫn thường quan sát các bạn khá là kỹ. Mỗi khi các bạn gặp một đoạn nhạc nào đấy mà không giải quyết được vấn đề kỹ thuật, bởi vì các bạn học sinh có rất là nhiều tư thế tay khác nhau, độ dài các ngón tay cũng khác nhau và cách đánh cũng khác nhau. Chính vì thế mà giống như là một người bác sĩ, để có thể tìm được đúng bệnh và giải quyết được vấn đề kỹ thuật cho học sinh thì mỗi ngày mình đều phải quan sát các bạn học sinh rất là kỹ lưỡng để có thể đưa ra những giải pháp khác nhau. Có một câu chuyện vui, đó là so với Liszt thì Chopin khá là nhỏ bé. Ý mình nói là về mặt cơ thể đấy ạ, về chiều cao. Chopin thì khá là nhỏ bé, chính vì thế mà bàn tay của ông cũng khá là nhỏ so với những nhạc sĩ cùng thời. Thế nhưng mà mọi người đều biết là những etude của ông cũng không phải là dễ, và những đoạn chạy của ông đòi hỏi kỹ thuật cũng khá là cao. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể vượt qua được những khó khăn từ mặt vật lý, bởi vì vòng tay của chúng ta mỗi người đều khác nhau, nhưng để giải quyết kỹ thuật của một đoạn thì những yêu cầu đều là khá giống nhau. Chopin vẫn thường hay nói với học sinh của mình đó là các bạn cần phải quan sát kỹ tư thế tay và bố cục của ngón tay, bởi vì nếu như mà chúng ta có độ dài ngắn các ngón tay khác nhau mà đều đánh bố cục ngón tay giống nhau thì sẽ rất hạn chế trong một số đoạn chạy hoặc là trong một số kỹ thuật nhất định. Đặc biệt thì ông có giới thiệu đối với học sinh của mình về cách đánh theo vòng tròn, đó là tưởng tượng như là tay của chúng ta lúc nào cũng phải thả lỏng trong một tư thế nhất định, và khi mà không cần dùng đến thì chúng ta vẫn thả lỏng trong tư thế ấy, và chỉ khi cần dùng đến thì chúng ta mới ra khỏi tư thế ấy, nhưng khi dùng xong thì lại vẫn phải trở lại tư thế ấy. Mình vẫn hay nghĩ đó là cách mở và đóng tay để có thể thả lỏng ra, chuẩn bị cho một đoạn kỹ thuật khác so với đoạn kỹ thuật trước đó. Và mình thường là đánh giá cao về khả năng nghe, đó chính là nếu như các bạn có thể nghe một cách kỹ hơn và nghĩ xem là mình có đạt được những tiêu chí mình đề ra hay không, thì sau đó chúng ta mới có mục tiêu để có thể nghĩ ra được những cách giải quyết về mặt kỹ thuật để có thể hoàn thành mục tiêu đấy. Âm nhạc giống như là một vòng chuyển động rất là đều và không ngừng liên tục, nhưng mà mỗi một ý tưởng âm nhạc thì giống như là chúng ta cần tham gia vào cái vòng tròn đấy một cách hết sức là mượt mà thôi, hết sức tự nhiên. Âm nhạc của chị có phải lúc nào cũng ẩn chứa một hình ảnh hoặc là câu chuyện hay không? Đúng là mình thường tìm những hình ảnh khác nhau để có thể đặt tải những bản nhạc khác nhau. Và ngược lại, khi mà mình chơi vào bản nhạc thì mình cũng cố gắng suy nghĩ xem là nhạc sĩ liệu đang đặt tải những hình ảnh như thế nào. Mình vẫn thường nói với học sinh là âm nhạc thì không chỉ là như một bức tranh 2D, không chỉ là một bức tranh đen trắng và phẳng, mà các bạn nên nghĩ theo nhiều chiều khác nhau. Ví dụ như là có xa, có gần, có chiều dọc, có chiều ngang và có dòng chảy khác nhau nữa. Và khi các bạn đã chơi đàn đến trình độ cao rồi thì âm nhạc không còn chỉ là sự máy móc chính xác tuyệt đối về nốt nhạc, về tiết tấu hay sắc thái nữa, mà còn là làm thế nào để có thể có được sự chú ý của người nghe, cũng như có thể dẫn dắt được người nghe đi theo tiếng đàn, đi theo câu chuyện của mình. Chính vì thế mà mình nghĩ là nếu như bạn có thể có một cái nhìn tổng thể trước, có một cái nhìn hết sức là rõ ràng về mặt hình ảnh giống như là những câu chuyện mà bạn cần nói với người nghe,
thì người nghe sẽ có cảm thấy có sự tập trung và có sự cuốn hút hơn. Rõ ràng là đối với một môn học hay là đối với vấn đề gì thì đều có rất là nhiều ý kiến trái chiều, ý kiến đúng và có ý kiến sai. Khi mà mình còn là một học sinh, là một sinh viên thì có một cái tư tưởng rất chung mà các bạn đều sợ, đó chính là sợ sai và sợ bị chê. Bản thân mình bây giờ cũng thế thôi. Nhưng có một điểm mà mình đã rút ra sau những năm học ở các nước khác nhau và ở những thầy cô khác nhau, đó chính là nếu như mình có thể dùng khả năng của mình thuyết phục người nghe bằng ý tưởng của mình thì dù có chấp nhận hay không, chỉ cần người ta có thể nghe mình đã là một sự thành công nhất định rồi. Giống như là khi đang cố kể một câu chuyện cho một người bạn chẳng hạn, dù là câu chuyện có hấp dẫn hay không và nội dung như thế nào, nhưng nếu bạn có thể giữ vững được tính phong phú và có thể cuốn hút được người bạn của bạn để có thể lắng nghe đến cuối cùng thì không cứ nội dung như thế nào, người ta cũng vẫn sẽ chăm chú lắng nghe, đúng không ạ? Để chính vì thế mình nghĩ là về mặt tư tưởng, nếu như bạn có thể tập trung và dẫn dắt người nghe theo câu chuyện của mình thì người nghe cũng sẽ vô hình chung bị cuốn hút vào dòng chảy âm nhạc của bạn thôi. Và ngược lại, nếu như bạn không tin tưởng vào chỉ những ý tưởng âm nhạc của mình thì bằng một cách nào đấy người nghe đều có thể cảm nhận được. Và giống như là bạn ngồi trên sân khấu, bạn đang chơi đàn như là một cái hộp trống rỗng và bạn chỉ có nút chơi và nút tua đi tua lại thôi, đúng không ạ? Và người nghe không còn để ý đến bản thân bạn ở trong chính âm nhạc đấy nữa. Là một nghệ sĩ cổ điển, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn diễn hoặc chuyển soạn nhạc phim và nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, đúng không ạ? Thực ra, tuy là mình là một giáo viên, mình cũng giảng dạy khá là lâu rồi, nhưng mình cũng phải thừa nhận là mình là một người khá là tùy tiện về mặt cảm nhận. Mặc dù là công việc của mình thì đòi hỏi tính logic khá là cao. Đối với mình mà nói thì chỉ cần là một bản nhạc có giai điệu hay, hay đối với mình và có hòa thanh phong phú và có ý nghĩa thì mình nhất định sẽ chơi bản nhạc đấy, không cứ phải là nhạc cổ điển hay là nhạc nhẹ hay là nhạc phim đâu. Về sự lựa chọn các bản nhạc để chơi hoặc là để chuyển soạn lại mà nói thì mình có thể nói là mình thường hay là những bản nhạc mà chưa được chuyển soạn một cách kỹ lưỡng hoặc là chưa từng được chuyển soạn. Đối với những bản nhạc vẫn đã chuyển soạn kỹ rồi thì mình cảm thấy là mình có thể chơi nhưng không cần thiết phải chuyển soạn nhiều nữa. Làm thế nào để các bản chuyển soạn của chị nghe rất chuyên nghiệp như vậy? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bản thân mình là một nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển và được đào tạo rất là bài bản về mặt hòa thanh cũng như là những kỹ thuật ở trên phím đàn piano. Chính vì thế mục tiêu khi chuyển soạn của mình chính là nhằm vào chất lượng về chiều ngang của những tác phẩm này. Ví dụ như là mình có thể là phong phú giai điệu bằng việc là hiệu hòa thanh nhiều hơn, hoặc là mình có thể làm cho phần đệm có tính chất du dương giống như một giai điệu riêng hơn. Và nếu như bạn để ý những tác phẩm cổ điển có thể để biểu diễn solo cho đàn piano ấy, thì đều đáp ứng được cả hai điều kiện này. Nếu có thể ngắn gọn trong 3 câu, chị muốn gửi gắm điều gì tới khán giả và người yêu nhạc trong nước? Nếu mà chỉ có 3 câu thì quả thật là rất ngắn. Câu đầu tiên mình muốn nói đó chính là không bao giờ là quá muộn để học nhạc và học thưởng thức nhạc. Câu thứ hai chính là không có âm nhạc dở hay là âm nhạc bác học, mà chỉ có người chơi có suy nghĩ không có suy nghĩ mà thôi. Và câu cuối cùng mình muốn nói là thực ra không có ý kiến đúng hay ý kiến sai cho âm nhạc, mà chỉ có người nghe có thể mở lòng ra hay không thôi. Cảm ơn chị đã dành thời gian giao lưu cùng Stanway Việt Thương và các bạn khán thính giả hôm nay. Chào các bạn, hẹn gặp lại trong một dịp khác.